Nó đang chờ đi đám kia, giờ nó dứt nó đi đó ông chị. Nhỏ xíu rồi sáng mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh nó bỏ nha cái giữa khoái lắm, cười cười tươi như là thích lắm, nghĩa là thích gì vậy, có người chơi với nó mà biểu diễn đi, perform mình đi sao dân, đừng có làm một thái độ thay đổi đi. Thái độ đúng khinh bỉ. Đây là người Hàn Quốc kỳ thị nhất khu vực này. Mingo là Sê Dân á. Cho Bì, con đang ăn gì vậy? Cho gì miếng? Cho gì miếng? Cho gì miếng? Cái nào xếp tay nó lớn là chỉ có miếng tay. Hết rồi hả? Cho Bì thương nhị phương. Đen là sửa hình, lựa hình xong hết rồi, mọi người chụp hình hết rồi, giờ chuẩn bị đi San Fran coi cầu Golden Bridge. Hôm nay hên cả nhà tới đây không có bị kẹt xe, vừa tới là hai cái xe chú Wendy với chú Duy đều có parking, còn Nghi thì nó đen là lửa hình nè. Nghi ơi, Nghi tìm được hình chưa? Người Sơ Dân thì đang bệnh kiểu mấy cái chỗ đó không lấy này đứng đái lắm á. Mấy người đái đang mới biết á. Kiểu á, không lấy này đứng đái là Sơ Dân. Sơ Dân mấy người cứ lăn kiểu lau hết cái chỗ đó luôn. Má ơi. Hết cả hồn cả vía. Hết hồn hết vía. Mượn xong rồi phải đổ xăng cho, đổ xăng về nữa không? Chắc chắn rồi, bây giờ có xe trước rồi không? Không được mượn. Làm TikTok đi. Đúng bự luôn. Sorry. Đó, không có, không sao mà có là mượn là phải đưa rồi không? Hôm nay đi Home Depot nó mua mấy chục bao thân đó, cũng phải mượn. Bữa con định mua chiếc thôi, mà tại vì con thấy cái cửa đằng sau nó bự, không đúng loại này, có cửa đằng sau là chở được 5 người, không bán đó. Bây giờ mất cứt mũi, ở dơ. Dê quá à. Bà bệnh còn khoe nó cho cả thế giới này, gì bố lên YouTube mà. Dê thì gì bố lên YouTube á. Ok thôi, con tầm cỡ đó là gì, không cần nói gì nữa. Xong biết sao, lúc nó chạm thì mình đo. Ủa cái vụ gì? Đúng rồi, này nó đổi rồi. Nó ngắn lại rồi, nó ngắn lại. Dạ, đi. Nó ngắn.